Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và ở video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để mà đan cái mẫu bao tay này nha. Để mình đeo vào cho các bạn xem ha. Đối với mẫu bao tay này thì các bạn có thể đeo bên phải hoặc là đeo bên trái đều được. Bởi vì đây là mẫu cơ bản cho nên là cái phần họa tiết trơn. Mình có thể đeo bên trái hay bên phải đều được. Thế này. Để đan cái mẫu bao tay như thế này thì các bạn sẽ tiến hành lấy số đo cho mình như sau. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái số đo một vòng ở cái vị trí này. Các bạn đo xem được bao nhiêu cm nha. Bây giờ mình sẽ ghi cái thông số của cái bao tay mình đan cho các bạn xem. Đầu tiên thì một vòng ở cái vị trí này của mình là đạt 18 cm. Sau khi đo xong thì mình tiến hành test len. Ở đây thì mình sử dụng len Go Easy và kim đan là 5. Mình sử dụng kim 5mm. Sau khi test len bằng kim 5mm thì thông số của mình có được là 18 mũi thì được 10 cm. Các bạn nhớ test len nha. Các bạn đang test len xem được bao nhiêu. Ở đây thì mình đan bằng kim 5mm và 18 mũi thì sẽ được 10 cm. Một vòng cái phần tay này của mình cũng là được 18 cm. Vậy thì cái số mũi mình cần bắt, mình sẽ tính là mình lấy 18 nhân cho 18 chia cho 10. Đây, 18 mũi nhân cho 18 cm ở đây và chia cho 10 thì sẽ ra kết quả là bao nhiêu mũi cần bắt ở đây. Thì 18 nhân cho 18 chia 10, 18 nhân cho 18 là được 324, chia cho 10 thì kết quả của mình sẽ ra được 32,4. Thì ở đây mình chỉ quan tâm đến số chẵn ở đằng trước này là 32. Trường hợp mà các bạn ra kết quả ở đây là số lẻ, ví dụ như 31 phẩy đằng sau này, thì các bạn làm tròn lên nha, bởi vì kết quả của mình sẽ phải là một số chẵn. Cho nên là ở đây kết quả của mình ra đằng trước nó là số chẵn rồi, cho nên mình lấy là số mũi cần bắt của mình là 32 mũi. Và ở cái phần bo này các bạn, cái phần bo này thì mình muốn nó ôm như thế này. Cho nên mình đã giảm size kim xuống là 4.5. Mình sử dụng size kim 4.5mm để đan cái phần bo. Xong sau đó là đến khi mà đan xong cái phần bo này rồi thì mình sẽ chuyển sang kim 5mm để đan tiếp. Các bạn đo xong sau đó lấy thông số như mình nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào bắt mũi và đan. Mình sử dụng, các bạn có kim vòng ngắn thì các bạn sử dụng kim vòng ngắn nha. Ở đây thì mình sử dụng kim hai đầu gồm hai size 4.5mm và 5. Thì trước tiên mình sẽ sử dụng 4.5 để đan cái phần bo trước, xong sau đó mình mới đổi sang kim 5. Ngoài ra thì các bạn chuẩn bị thêm kim khâu, đánh dấu và kéo bấm, thước đo để các bạn tiến hành đo cái phần vòng này, đo cái phần chiều dài của phần bo ống tay và đo cái phần mà mình sẽ tiến hành tăng mũi để chia cái phần cho ngón cái. Như mẫu đây, mình sẽ tiến hành đo để tăng cái mũi cho cái phần ngón cái. Bây giờ mình bắt đầu vào bắt mũi và tiến hành đan nha. Các bạn tính ra số mũi cần bắt, xong sau đó các bạn tiến hành bắt mũi như mình. Rồi mình sẽ bắt đầu vào đan cái bao tay này ha. Ở đây thì mình sử dụng cách bắt mũi rip cable on để bắt. Bạn nào mà chưa biết cách bắt mũi này thì có thể xem thêm video mình để ở dưới phần mô tả nha. Cái cách bắt mũi này mình có chia sẻ ở trên kênh rồi.
Mình sẽ tiến hành bắt 32 mũi. Đối với lại trường hợp mà các bạn mà đan len sai len giống như của mình, cái sai len này là sử dụng kim 5mm nha. Đan test lên là 10-18 mũi sẽ được 10cm. Thì trường hợp mà các bạn đan len giống như của mình, kim sai kim giống như mình, thì các bạn có thể đan theo số mũi và số đo của mình cũng được. Tại vì cái len này nó có giãn ra như thế này các bạn này, cho nên các bạn có hoàn toàn có thể mang được vừa ha. Giờ mình sẽ tiến hành bắt 32 mũi. Các bạn mà chưa đan kim hai đầu mà đan vòng tròn bao giờ thì các bạn có thể xem thêm link mình để dưới bên dưới phần mô tả nha. Mình cũng đã có chia sẻ cái cách để đan bằng kim hai đầu, đan vòng tròn này, đan bằng kim hai đầu mà không lộ cái vết nối giữa hai cái kim này, rồi cách bắt mũi ríp khép vào on thì mình cũng đã chia sẻ ở trên kênh rồi. Tất cả các link thì mình đều để ở dưới bên dưới phần mô tả, các bạn có thể xem thêm nha. Sau khi bắt 32 mũi ở trên kim thì bây giờ mình sẽ chia cái số mũi này ra hai kim nữa để mình tiến hành đan vòng tròn. Mình sẽ tiến hành đổi mũi ở cái vị trí nối để cho cái phần nối của mình nó được chắc hơn. Mình lấy cái mũi ở trên kim bên này, cái dây đan của mình nằm kim này nha. Mình sẽ lấy mũi đầu tiên ở trên cái phần kim đan này, mình nhấc ra ngoài. Mình đặt ra ngoài. Sau đó mình lấy cái mũi ở phía kim bên này, mũi đầu tiên phía bên kim bên này, mình đặt qua. Sau khi đặt qua rồi mình trả cái mũi này về, mình trả về lại. Mục đích là để cho cái phần này nó nối được chặt hơn nữa. Mũi đầu tiên mình tiến hành đan là mũi P. Mũi đầu tiên ở kim bên này sẽ là mũi P. Các bạn vạch ra các bạn sẽ thấy ở cái mũi đầu tiên này nó có một cái sợi dây vắt ngang này. Nó có một cái sợi dây vắt ngang ở trên này. Đây, cái sợi dây vắt ngang đây. Các bạn xem ở trên cái bắt mũi của các bạn, đây có sợi dây vắt ngang thì đó sẽ là mũi P. Mình sẽ tiến hành đâm kim và đan mũi P ở đó. Tiếp theo là K. P. Mình đan cái phần này là cái phần bo của cổ tay nên sẽ là PK PK lần lượt như vậy cho đến khi mà hết cả số mũi trên 3 kim. Vì mình đang đan kim hai đầu cho nên là mình không có đặt cái đánh dấu để mà phân biệt vị trí nối nha. Ở đây nó có cái sợi dây này, sợi dây lúc mà mình bắt mũi ấy, cho nên mình biết cái kim này là cái kim mà mình sẽ kết thúc hàng, và ở cái kim tiếp theo sẽ là cái kim mà mình bắt đầu của một hàng nha, nên mình không có đặt cái đánh dấu. Trường hợp các bạn đan kim vòng thì các bạn nhớ đặt đánh dấu vào nha. Tiếp tục, các bạn sẽ tiến hành đan PK như vậy cho đến khi hết số mũi trên kim nha.
cái phần này nó vì số mũi mình bắt ít mà cái kim thì lại dài quá cho nên là nó hơi vướng. Đây là cây kim cuối cùng. Là cuối cùng là mũi K. Sau khi đan xong thì tiếp tục từ hàng thứ hai trở đi, các bạn sẽ tiến hành đan cái phần bo. Phần bo này là mũi K đan K và mũi P đan P. Mình đan vòng tròn cho nên là mũi nó không có thay đổi. Các bạn đan tiếp nha. Tiếp tục thì sẽ là mũi P này, đan P tiếp này. Và mũi K thì sẽ là đan K tiếp. Các bạn sẽ thực hiện cái phần bo này đến khi đạt cái độ dài mà các bạn đã đo được ở trên tay. Tùy vào sở thích của các bạn muốn đan cái phần bo này, đan cái phần bo này, cái khoảng cách này, các bạn muốn đan bao nhiêu cm thì tùy các bạn. Ở đây mình sẽ tiến hành đan 7 cm, sau đó mình chuyển lên cái phần trên này nhé. Sau khi đan cái phần bo này xong rồi thì mình sẽ chuyển sang kim 5mm để tiến hành vào đan cái phần trên. Các bạn sẽ chia đôi số mũi trên kim nha. Đây là cái vị trí bắt đầu này, đây là vị trí bắt đầu. Mình sẽ chia đôi số mũi, mình sẽ chia đôi số mũi ra làm hai phần bằng nhau. Của mình hiện tại là 32 mũi, mình chia đôi sẽ được là 16 mũi nha. Từ vị trí này mình sẽ đếm 16 mũi. Như vậy là hai cái kim này của mình đến đây là được 16 mũi này. Bên này là 16 mũi. Giờ mình sẽ tiến hành chuyển sang kim 5mm. Mình đặt cái đánh dấu mình gài vào đây để biết là vị trí này là vị trí chia đôi. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành đan một hàng đan K. Các bạn tiến hành đan tất cả các mũi là mũi K nha. Tất cả các mũi các bạn đều tiến hành đan K. Mình sẽ đan tới cái vị trí mà mình đánh dấu để mình đặt thêm đánh dấu để mình tiến hành tăng mũi cho cái phần ngón tay cái.
Đây, đây là vị trí mà mình sẽ đặt cái đánh dấu này lên đây. Mình đan qua bên này thêm một mũi nữa để cho các bạn dễ hình dung cái phần chia này nha. Rồi mình lấy mũi ra kim này rồi mình đan thêm. Mình sẽ hoàn thành một vòng. Các bạn tiến hành đan một hàng đan ca và chia đôi số mũi trên kim giống như mình nha. Các bạn đan bao nhiêu mũi thì các bạn tiến hành chia đôi số mũi là được. Xong sau đó đặt cái đánh dấu vào, phân biệt giống như của mình. Hàng tiếp theo thì mình sẽ phải tăng mũi. Không biết là các bạn có nghe tiếng ồn không? Tại vì không biết ở gần nhà mình có sự kiện gì á mà nó ồn quá. À, đúng cái lúc mình đang còn đan dở và quay dở nữa. Mình đợi nãy giờ được 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có hết cái chương trình đó. À, nên là mình tiến hành quay luôn. Hy vọng là nó cũng không ồn quá. Tiếp theo thì các bạn có thể nhìn thấy là đây là cái vị trí đánh dấu chia đôi số mũi ở trên kim. Tức là phía bên trái cái đánh dấu là 16 mũi, phía bên phải là 16 mũi tính từ cái vị trí mà bắt đầu hàng này. Thì các bạn từ cái vị trí này các bạn đặt cái đánh dấu. Đây vị trí đánh dấu, các bạn đặt thêm một cái đánh dấu, đây là một mũi này. Các bạn đặt qua bên phải một mũi. Xong sau đó các bạn từ cái vị trí đánh dấu chính giữa các bạn đặt sang bên trái một mũi. Và đây sẽ là cái phần mà mình tăng mũi ngón cái nha. Rồi, mình gỡ cái mũi ở chính giữa ra này. Thì giữa hai cái đánh dấu này, hai cái mũi này sẽ là phần mà mình tăng đánh dấu, mình tăng cho ngón cái. Thì cái phần ngón cái này nó sẽ đối diện với lại cái vị trí mà mình bắt đầu hàng. Mình sẽ tăng mũi ở vị trí này cho phần ngón cái. Các bạn tiến hành chia nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào đan và tiến hành tăng mũi. Đây là vị trí bắt đầu để mình lấy thêm một cái đánh dấu. Mình đánh dấu vào đây cho các bạn qua video các bạn dễ hình dung. Mình đặt ở đây, mình gài vào đây để cho các bạn biết đây là cái vị trí bắt đầu của một hàng của mình ở que này. Thì các bạn sẽ tiến hành đan ca cho tới cái vị trí đánh dấu đầu tiên. Rồi mình sẽ tiến hành tăng mũi. Mình đã đan tới cái vị trí đánh dấu rồi. Lúc này mình sẽ đặt cái đánh dấu qua phía bên này và tiến hành tăng mũi. Ở vị trí này mình sử dụng mũi M1L để tăng. Tức là make one leg. Các bạn sử dụng kim bên trái, các bạn nhấc cái sợi dây ở chính giữa hai mũi. Ở chính giữa hai mũi sẽ có một cái sợi dây vắt như thế này. Thì các bạn sử dụng kim bên trái, các bạn nhấc lên. Nhấc lên như thế này. Sau đó sử dụng kim bên phải. Mình tiến hành đâm ra phía đằng sau. Đâm ra phía đằng sau cái sợi này như này và đan một mũi ca. Như vậy là mình đã tăng mũi xong. Tiếp theo đan ca hai mũi. Phía bên này thì mình tăng mũi trước, xong sau đó mình mới đặt đánh dấu qua. Các bạn sử dụng kim bên trái và giữa hai mũi sẽ có cái sợi dây, thì các bạn sẽ đưa từ đằng sau nhấc cái sợi dây lên như thế này. Đưa từ đằng sau nhấc sợi dây lên như này. Xong sau đó đâm kim từ phía đằng trước. Đâm qua. Và đan một mũi. Okay. Đặt đánh dấu xa. Các bạn sẽ tiến hành đan ca cho tới cái vị trí bắt đầu. Cái phần tăng thì
thì mình sẽ tiến hành là một hàng tăng và một hàng không tăng. Hàng vừa rồi mình đan, mình đã tăng được 2 mũi. Hàng tiếp theo, chỗ đó mình chỉ đan không tăng. Đan tới đây là kết thúc một hàng đan này. Vị trí đặt đánh dấu của mình ở đây là kết thúc một hàng đan. Hàng tiếp theo, các bạn tiến hành đan tới cái vị trí đánh dấu này nhé. Tới vị trí đánh dấu, đặt đánh dấu qua. Lúc này mình không tăng mũi vì hàng trước mình tăng rồi. Hàng này chỉ đan và không tăng, cho nên mình sẽ tiến hành đan ca. Các bạn đan cho đến hết hàng nha. Mình đã đan xong một hàng. Bây giờ quay trở lại cái vị trí ban đầu. Thì hàng này là mình sẽ tăng mũi. Bởi vì hàng vừa rồi mình không tăng. Thì hàng này mình sẽ tiến hành tăng mũi. Các bạn sẽ đan tới cái vị trí đánh dấu này. Sau đó mình sẽ tiến hành tăng mũi ở trong cái khoảng này nha. Tới vị trí tăng mũi, đặt đánh dấu qua. Sử dụng kim bên trái, các bạn đâm từ đằng trước, từ đằng trước ra đằng sau này, kim bên trái này từ đằng trước ra đằng sau, nhấc cái sợi dây này lên. Mình thực hiện lại, từ đằng trước ra đằng sau, nhấc cái sợi dây bên này lên. Sử dụng kim bên phải, các bạn sẽ đâm ra phía đằng sau. Đâm kim ra phía đằng sau như thế này. Để tiến hành đan một mũi ca. Sau đó thì các bạn đan bình thường cho tới vị trí đánh dấu tiếp theo. Ở vị trí đánh dấu này thì mình sẽ phải tăng mũi trước khi đặt đánh dấu qua. Các bạn cũng sử dụng kim bên trái. Cái lúc này thì các bạn sẽ lấy từ đằng sau. Các bạn đưa kim. Đưa kim từ đằng sau. Các bạn lấy sợi dây lên. Đưa kim từ đằng sau. Lấy sợi dây ở chính giữa lên như thế này. Và tiến hành đâm kim từ phía trước. Đâm ra đằng sau như này. Đan một mũi ca. Đặt đánh dấu qua. Và đan cho đến hết vòng. Các bạn lưu ý là cứ một hàng tăng thì sẽ tiếp theo là một hàng không tăng. Vừa rồi mình đã tăng mũi thì hàng tiếp theo các bạn sẽ đan là không tăng nha. Các bạn sẽ tăng mũi như vậy, tăng cho đến khi cái vị trí giữa hai cái phần đánh dấu của mình từ ban đầu là nó chỉ có 2 mũi, sau 2 lần tăng thì nó đã có được 6 mũi ở trong cái khoảng hai cái đánh dấu này rồi. Thì các bạn cứ tiến hành đan một hàng tăng và một hàng không tăng cho đến khi các bạn đo cái khoảng ở giữa này. Các bạn tiến hành đo cái khoảng ở giữa này. Đó. Thì các bạn sẽ đo trên cái vòng tay của các bạn. Các bạn đo từ trong góc này, các bạn không cần đo nha. Trong góc này là lớp lát sau mình sẽ bắt thêm mũi. Các bạn đo từ cái vị trí này này. Các bạn vòng một vòng sang đến đây. Đó, các bạn đo như vậy để xem là được bao nhiêu cm. Thì trong quá trình các bạn tăng mũi thì các bạn xem các bạn để như thế này, các bạn đo xem là được bao nhiêu cm. Nó tương ứng với lại cái vòng tay ở ngón tay cái của các bạn. Thì các bạn dừng lại, không tăng mũi nữa. Đấy là lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai là các bạn luôn luôn nhớ là một hàng tăng thì hàng tiếp theo các bạn sẽ không tăng mũi mà đan bình thường nha. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành vừa tăng mũi và vừa đan cho đến khi mà cái chỗ sâu cm này vừa với lại cái phần vòng tròn ngay chỗ ngón cái của các bạn. Thì mình sẽ tiến hành chia cái phần bàn tay này với cái ngón cái ra riêng ha. Sau khi các bạn tiến hành tăng mũi mà cái bề rộng của cái phần ngón cái này vừa rồi, mà cái chiều dài tính từ cái phần này đo lên vẫn chưa đạt số cm để cho mà mình chia cái phần ngón cái ra riêng ấy, thì các bạn tiến hành đan cái phần này đan thẳng mà không tăng, tức là mình sẽ đan thẳng lên thôi, mình không có tăng mũi nữa vì số cái độ rộng là đủ rồi nhưng mà chiều dài chưa đủ, thì các bạn tiến hành đan tiếp. Các bạn đan cho đến khi nào mà các bạn đo tính từ đây này, các bạn đo lên nó sẽ bằng cái khoảng này, các bạn đo lên nó bằng rồi thì lúc đó mình sẽ tiến hành chia cái phần ngón cái ra riêng nha. Bây giờ thì mình đã đan đạt cái số cm đó rồi, mình sẽ tiến hành chia. Giờ mình sẽ tiến hành đan ca cho tới cái vị trí đánh dấu này. Các bạn đan tới đó nha. Mình đã đan tới vị trí đánh dấu rồi. Các bạn bỏ cái đánh dấu ra, xong sau đó các bạn lấy số mũi ở trong khoảng giữa hai đánh dấu ra. Ở đây thì mình dùng cái kim này mình lấy ra. Các bạn có thể dùng
một sợi len các bạn lấy ra nha. Hoặc là các bạn nào có kim chờ thì các bạn lấy ra kim chờ. Cái số mũi này là số mũi của phần ngón tay cái, cho nên mình lấy ra riêng để lát nữa mình sẽ đan sau. Mình bỏ cái đánh dấu này ra. Sau đó các bạn bắt thêm ở bên dưới này 4 mũi. Cách bắt như sau. Các bạn nhìn tay mình bắt nha. 1 2 3 4. Sau khi bắt 4 mũi thì mình sẽ nối qua phía bên này. Cái phần ngón tay cái mình đan sau. Tiếp theo các bạn sẽ đan tới vị trí kết thúc. Ở hàng tiếp theo thì lúc này mình sẽ đan tròn cái phần của 4 ngón, đan tròn của cái phần này, còn phần ngón cái thì mình sẽ đan sau. Các bạn tiến hành đan. Mình sẽ đan thêm 2 hàng, đan tất cả các mũi là mũi K, xong sau đó mình chuyển sang đan cái phần bo. Lý do mà mình chọn cái phần trên để bo bởi vì nó sẽ ôm vào mấy ngón tay của mình á, mình cử động nó sẽ thoải mái hơn. Rồi mình sẽ lúc đó mình sẽ chuyển sang đan K1P1. Rồi mình sẽ đan xong 2 hàng. Bốn mũi bắt thêm ở bên dưới thì các bạn đan bình thường nha. Vẫn đâm kim theo chiều mũi K và đan bình thường. Đây, mũi đầu tiên. Các bạn đâm kim theo chiều mũi K và đan. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Các bạn tiến hành đan đến hết vòng, sau đó đan thêm một vòng nữa, rồi mình sẽ chuyển sang đan cái phần bo ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ đan cái phần bo giống y hệt như cái phần dưới này, tức là K1P1. Đầu tiên là K. Tiếp theo là P. K. P. Các bạn sẽ đan như vậy cho đến khi hết vòng nha. Và mình lưu ý một chút là ở đây mình không có thay size kim, mình vẫn sử dụng size kim 5mm, bởi vì mình muốn cái phần bo phía trên này nó được thoải mái khi mà mình cử động ngón tay á, cho nên là mình không có thay size kim bé, mình vẫn đan size kim 5mm luôn. Thì các bạn tiến hành đan cái phần bo này, và cái chiều dài của cái phần bo này thì các bạn đo trên tay của các bạn nha. Khi sau khi chia với lại cái phần ngón cái rồi thì các bạn muốn cái phần phủ ở trên này, các bạn muốn chiều dài của cái phần phủ ở trên này bao nhiêu cm thì các bạn đo trực tiếp trên tay của các bạn. Xong sau đó các bạn đan cái phần này bằng với lại số cm mà các bạn đã đo được. Và sau khi các bạn đan xong thì các bạn tiến hành chiết hết, hoặc là bạn nào thích thì có thể khâu chiết sang sợi 1-1. Khâu chiết sang sợi 1-1 thì mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo nha. Giờ mình sẽ tiến hành đan xong cái phần này, sau đó mình sẽ quay lại cái phần đan của ngón tay cái. Các bạn tiến hành đan nha. Giờ mình sẽ đi vào đan cái phần ngón tay cái này. Đầu tiên thì mình sẽ chuyển cái số mũi ở trên kim này ra kim đan. Sau đó mình tiến hành bắt thêm mũi cái phần này. Phần này lúc mình ấy ở phần kia là mình lấy lên thêm 4 mũi. Thì bây giờ mình sẽ phải bắt thêm 4 mũi ở đó nữa để đan cái phần
ngón tay cái. Mình sẽ tiến hành gửi vào phía mặt trong để mình cột cái dây này cho nó chắc, nó không có bị tuột trong quá trình mà mình gửi mũi. Tiếp theo và sử dụng một cái kim để mình tiến hành gửi mũi. Ở dưới này có 4 mũi thì các bạn là gióng lên nha, gióng lên để lấy từng chân. Ở đây của mình này, 1 mũi, 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi. Đây là 4 mũi, mình sẽ gầy vào 4 chân, 4 mũi. Tuy nhiên nếu mà gầy như vậy thì ở hai bên này nó sẽ tạo hai cái lỗ. Vì vậy mình sẽ gầy thêm ở bên này 1 mũi nữa. Các bạn gầy mũi như sau. Các bạn đưa, bạn lấy dọc gióng lên, các bạn lấy một cái cạnh của cái mũi này. Bạn lấy một cái cạnh này, các bạn vòng lên, ở đây là giữa cái mũi đan ở trên kim này này. Mình bỏ cái dây này ra một chút, đây, cái mũi đan này đang nằm trên kim, thì ở giữa nó có một cái sợi dây như thế này. Mình sẽ gầy từ dưới này, mình gầy vòng lên trên cái sợi dây đó, như thế này. Sau đó mình lấy mũi lên. Mũi này là mũi mình lấy thêm để nó không bị tạo lỗ ở bên. Các bạn lấy qua từng một này, hai này, xong sau đó các bạn đặt lên trên kim này. Đó, như vậy là phần bên này nó sẽ không còn lỗ. Tiếp theo thì mình sẽ gầy 4 mũi ở bên dưới. Một, bạn dùng kim móc cũng được mà dùng bằng kim đan gầy lên cũng được nha. Ở đây mình sử dụng kim móc cho nó dễ. 2 3 4 thì tương tự như vậy, ở phía bên này mình cũng sẽ phải gầy thêm một mũi để cho nó đều với phía bên kia, đồng thời nó sẽ không có tạo lỗ. Ở phía bên này thì các bạn tương tự, đây là cái mũi ở trên kim đan này, thì ở giữa nó cũng sẽ có một cái sợi dây ra như thế này. Nó cũng sẽ có một cái sợi dây ra như thế này. Thì các bạn gióng xuống phía dưới này, các bạn lấy một cạnh. Các bạn lấy một cạnh. Này. Cái hàng đan đây, cái sợi dây đây nha, thì bên cạnh nó có một cái hàng đan như thế này. Các bạn lấy một cạnh. Các bạn đâm kim vào, các bạn vòng qua cái sợi dây đấy. Các bạn lấy mũi qua cả hai. Bỏ lên trên kim. Như vậy là mình đã gảy mũi xong rồi. Lúc này mình sẽ đặt cái đánh dấu ở đây. Mình gài cái đánh dấu ở đây. Để cái vị trí này là vị trí mà mình kết thúc hàng nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu một hàng đan này. Bắt đầu một hàng đan. Thì sau khi ở đây sẽ là bắt đầu một hàng đan. Thì sau khi mình đan một vòng tới đây thì sẽ là kết thúc một hàng đan nha. Các bạn tiến hành đan một hàng đan ca. Đan một hàng đan ca tới đây. Sau khi đan xong một hàng đan ca thì các bạn chuyển sang đan cái phần bo giống như cái phần trên này. Và đan cái phần bo thì tùy các bạn muốn độ dài bao nhiêu ở trên cái phần ngón cái này thì các bạn đo số cm, xong sau đó các bạn đan cái phần bo đó. Để mình lấy tương tự như cái mẫu mà mình đã đan rồi, thì cái phần này đan lên bao nhiêu cm là tùy thuộc vào cái vấn đề là các bạn muốn mang lên trên ngón tay cái này bao nhiêu cm, thì các bạn sẽ đan K1 P1 từng đó cm, xong sau đó các bạn chiết hết hoặc là khâu chiết sang sợi 1:1 nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye.